Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục họa mặt của Mia. Hôm nay cùng mình make up để đi chơi Noel nha. Trước khi đánh nền là mọi người sẽ dưỡng da, bôi kem lót và kem chống nắng nếu mà make ban ngày. Hôm nay thì mình sử dụng kem lót của nhà GC màu tím để giúp mơ cải thiện cái độ dịp của da và làm nền của mình nó sáng hơn. Mình sẽ đánh nền bằng cushion của YSL bởi vì lớp nền hôm nay mình khá ưng rồi và mình cũng không thấy có khuyết điểm gì nhiều nên là sẽ không dùng thêm kem che khuyết điểm. Sau đó sẽ tán thêm phần má này thì mình mới mua thôi của nhà Forever Key màu 13. Cái chất phấn nó dạng kiểu như kem nhưng mà kiểu giống như đất sét ấy mọi người, rất là dễ tán và màu cũng xinh, tươi tắn. Lên má của mình như mọi người thấy thì nó ửng hồng. Mình tán bằng cọ của hãng tặng kèm luôn cho mọi người. Phần má này đáng để thử nha. Red 8 điểm mà mình sẽ tán luôn cả mũi và cằm để cho cái độ ửng lên. Bởi vì phần má sắc kem nha mọi người phải tán trước khi mà phủ phấn. Phủ phấn hơi là kỹ vào. Mình sẽ sử dụng phấn phủ trong suốt của nhà Catlin. Mọi người phủ phấn kỹ để cho cái lớp này nó đẹp hơn. Giờ mình sẽ đánh phấn mắt. Hôm nay tone makeup này khá là tươi. Mình sẽ lấy 3 màu như hình để làm bay mắt, tán dần ra. Sau đó thì chúng mình sẽ chấm thêm màu đỏ. Mình tán sát đường chân mi. Mọi người đừng lo quá đậm nha. Chúng mình sẽ lấy ở từ từ và sẽ tán ra bằng cọ sạch. Mình sẽ dùng cả màu nâu nữa để lên màu nó đều hơn. Cái cây cọ bích màu và cái cây cọ tán lại thì nên là hai cây cọ khác nhau. Và cái độ bung của cái cây cọ mà lên màu lại thì cái độ bung nó cần rộng hơn. Sau đó thì chúng mình sẽ kẻ bóng mắt nha. Kẻ bóng mắt thì mình cũng kẻ vừa phải thôi. Rồi mình sẽ sử dụng nhũ có ánh vàng. Make up Noel mà chúng mình sẽ ưu tiên những cái màu kiểu như ấm nâu, đỏ với cả ánh vàng. Chúng mình sẽ tán nhũ lên toàn bộ bầu mắt nha. Bởi vì là make up Noel với cả nhũ này cũng là nhũ mịn nên là mọi người không sợ quá lồng lộn. Còn nếu mà nhũ to thì mọi người chỉ tán ở giữa mắt thôi. Sau đó chúng mình sẽ chuyên mi. Chuyên mi không cần cong quá đâu. Rồi để mình còn phải gắn mi giả nữa mà. Rồi mình sẽ kẻ đường eyeliner mảnh dài khá là đậm nha. Mọi người nhớ viền cả đường trong mắt để cho lúc chuốt mi lên với cả gắn mi thì nó sẽ đẹp hơn. Tổng thể nó kiểu sắc sảo hơn. Đó, như hình, eyeliner rất là dài nhưng mọi người không lo nha. Bởi vì hôm nay make up mắt của chúng mình sẽ kiểu đậm ấy. Rồi mình sẽ vẽ thêm cái đường mi dưới. Không hiểu sao mỗi lần mà vẽ mi dưới là mình lại không để ý ra, nó không lấy nét được vào ấy. Mọi người thông cảm nha. Rồi chúng mình, nếu mà chúng mình vẽ mi dưới thì nên sử dụng những cái màu như là kiểu nâu đen thay vì màu đen cho mọi người. Rồi mình sẽ gắn mi giả cụ. Gắn xong thì chúng mình sẽ có một đôi mắt long lanh. Chân mày thì mình sẽ chọn phải sợi nha. Phải sợi màu nâu. Bởi vì là mắt của mình khá là đậm rồi. Và gảy sợi màu nâu thì mình sẽ thấy là dù là gảy sợi nhưng mà cái chân mày nó sẽ tự nhiên hơn. Mình sẽ chuốt lại những cái sợi lông mày đen bằng mascara lông mày màu nâu luôn. Rồi mình sẽ tán thêm một chút phần má. Tán nhang thì mọi người nên chấm bằng bút kẻ mắt màu nâu và kiểu độ to nhỏ khác nhau để trông nó tự nhiên hơn. Sau đấy chúng mình sẽ đánh khối. Đánh khối mũi, nếu mà mọi người chụp ảnh thì mọi người nhớ đánh khối thật là kỹ vào và bắt sáng ở một số điểm như là đầu mũi, khóe mắt và ở xương lông mày nha. Lưu ý là make up này sẽ phù hợp đi chơi tối kiểu có nhũ bling và đặc biệt là chụp ảnh. Chứ còn ban ngày thì make up thì nhẹ hơi đậm nên là không khuyến khích mọi người make up ban ngày nha. Trừ khi mọi người không ngại sự nổi bật. Rồi chúng mình sẽ đến bước đánh son. Đánh son hôm nay thì mình sẽ lựa màu son đỏ nâu có ánh cam kiểu chầm chầm để phù hợp với cái make up này hơn. Tổng thể nó sẽ thiên về kiểu nâu đỏ ấy mọi người. Cam cam, đỏ đỏ, nâu nâu. Có thêm nhũ vàng nữa, đúng kiểu Noel luôn. Mọi người nên quàng thêm một cái khăn màu xanh nữa. Cái kiểu như cây thâu di động. Rồi chúng mình sẽ đánh son như trên hình. Mọi người có thể viền đó môi bằng chỉ kẻ môi để cho xinh hơn. Và lấy cọ để tán cái lớp môi, cái lớp màu lên nó sẽ chuẩn hơn. Rồi mình sẽ chấm thêm một chút tàn nhang bởi mình cảm thấy nó chưa đủ. Chấm chán qua cả cái chỗ mà đường viền mũi. Nó giống như cái hình W với mọi người. Sau đó thì chúng mình sẽ đánh khối mắt nha. Đánh ở bên hai xương bên quai hàm thôi. Mình đang niềng răng và mình vẫn cảm thấy cái kiểu mà hóp mặt của niềng răng nó bị xấu ấy mọi người. Cho là phải đi gọn hàm nó mới đẹp hơn. Rồi chúng mình sẽ gắn thêm cái hạt ngọc. Mình gắn những cái vị trí như hình. Nếu mà mấy bà có bút đó, kẻ mắt màu trắng thì có thể vẽ thêm bông tuyết hoặc là chấm chấm để cho nhìn giống tuyết. Còn tôi thì sẽ gắn cái đá kiểu ngọc như thế này. Cái này dễ mua ở trên mạng lắm và mọi người gắn bằng keo gắn mi bình thường thôi. Mình muốn thêm một chút màu trắng ở eyeliner mà không có cái bút kẻ mắt màu trắng thì mọi người có thể giống như mình. Đó là lấy cái chìa khóa make up xong rồi xịt vào cọ ấy. Sau đó thì chấm cái phấn mắt màu trắng để viền lên.
chỉnh trang lại tóc. Mình sẽ làm tóc xoăn và trước khi làm tóc thì chúng mình sẽ bôi thêm serum để bảo vệ tóc. Mọi người nhớ là quấn xoăn thì phải quấn ra bên ngoài thì trông nó sẽ đỡ già hơn. Và đến khi mà quấn xong thì mọi người trải ra thì nó sẽ ra một cái kiểu xoăn lơi này rất là bồng bềnh. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong make up này rồi. Để cho Noel hơn thì mấy bà có thể quàng thêm mấy cái khăn kiểu màu đỏ, kiểu rất là Noel như mình. Những cái khăn ngắn thì các bà có thể tham khảo cái cách mà kiểu gập đôi lại xong quàng thôi, xong rồi chỉnh ra thì nó sẽ xinh hơn. Còn những khăn dài thì chúng mình có nhiều kiểu đeo hơn nha. Nếu mọi người mà đi chụp ảnh ấy mà làm tóc xoăn ấy, mọi người có thể dùng cái kẹp càng cua để quấn lên khi mà đi ra ngoài, nếu đi xe máy đội mũ thì cái lớp xoăn nó sẽ kiểu không bị lơi ra. Đặc biệt là với những bạn nào mà tóc kiểu dễ nhả như mình ấy, thì mọi người có thể dùng thêm gôm mềm thì cái tóc nó sẽ giữ được form lâu hơn. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong make up ngày hôm nay rồi. Để cho xinh hơn thì mọi người có thể kết hợp với một số phụ kiện kiểu Noel ấy, cho nó ra không khí hơn, kiểu đeo bờm này hoặc là đeo mũ màu đỏ, quàng khăn hoặc là mặc váy kiểu bồng bềnh màu đỏ nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình giữa rất nhiều video ngoài kia. Mình sẽ quay trở lại với nhiều nội dung làm đẹp hơn. Nếu mọi người có ý kiến gì thì hãy cho mình biết ở phần comment nhé. Bye bye.